Thưa quý vị và các bạn, 15 năm lấy chồng là quãng thời gian vất vả, khổ cực đối với chị Nguyễn Thị Hiệp, tổ dân phố Hoa Lư, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, khi chị phải một mình bươn trải, lo bữa ăn hàng ngày, chăm sóc người chồng bị bệnh và hai con nhỏ. Không có ruộng, thu nhập của ba mẹ con chị là số tiền chị bán rau và số ốc hến bắt được mỗi ngày. Tương lai để tiếp tục đến trường của hai con chị là em Đặng Trần Toàn và Đặng Thanh Toàn thật khó khăn. Khi hỏi thăm về gia đình chị Hiệp thì đối với mỗi người dân nơi đây, ai cũng đều cảm thông cho nỗi nhọc nhằn vất vả của ba mẹ con chị. Lấy chồng được vài năm thì chồng chị bị bệnh. Trong nhà không có tài sản gì nên tiền thuốc chữa bệnh cho chồng chị đều phải đi vay mượn. Năm 2012, chồng chị mất để lại cho chị hai đứa con nhỏ cùng số tiền nợ. Chị Hiệp kiệt sức sau những tháng ngày chồng bị bệnh, hai con thì còn nhỏ. Nếu không có sự giúp đỡ đùm bọc của những người dân nơi đây thì ba mẹ con chị không biết phải sống như thế nào. Mọi đồ dùng trong nhà từ chiếc bàn ghế ngồi uống nước, quần áo các con cũng được mọi người cho. Trong nhà không có một cái tài sản gì là giá trị, thậm chí cái tivi là các cháu không có. Thế cứ ai người ta cho cái tivi cũ về xem một thời gian nó hỏng thì là lại thôi, lại không có tiền sửa chữa nữa. Thế rồi những cái cặp sách bàn ghế đi học, xe đạp các cháu đến trường cách mấy cây số là anh em là tuy không có nhưng cũng vẫn giúp đỡ các cháu là có cái xe đạp để các cháu được đến trường. Thế là cũng mong là các ban ngành ở đây là giúp đỡ hơn nữa và quan tâm hơn nữa đến các cháu để các cháu được cấp sách tới trường. Chị Hiệp sức khỏe yếu, gia đình lại không có ruộng nên hàng ngày chị đi buôn rau từ sáng sớm để mang về chợ bán lấy tiền chi tiêu hàng ngày. Hai con của chị dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã phải sớm lo kiếm tiền để phụ giúp mẹ. Tranh thủ những lúc sáng sớm hay buổi trưa, hai em theo mẹ lần theo các con kênh, con mương để đi mò ốc hến. Công việc này đối với hai con của chị Hiệp đã trở nên quen thuộc và thành thạo. Số tiền bán ốc hến ngày nhiều thì được 50.000, còn không thì ba mẹ con chỉ còn biết trông vào tiền bán rau của chị. Ruộng thì không có, bây giờ đi chợ thì chỉ bán rau ngày được 2-30 nghìn, 3-40 nghìn. Trong những cái thời gian mà không đi chợ bán rau thì tôi lại đi mẹ ba mẹ con lại tranh thủ đi mò cua bắt hến để kiếm tiền nuôi hai cháu ăn học. Thế tôi mong các toàn thể cơ quan giúp đỡ mẹ con tôi có thể vượt qua cảnh khó khăn này ạ. Không có nguồn thu nhập ổn định, lại hay ốm đau nên nghĩ đến số tiền nợ, chị Hiệp không biết bao giờ mới có thể trả được. Còn về tương lai với các con của chị, để lo cho các cháu được tiếp tục đến trường, chị thấy thật vô cùng khó khăn. Điều kiện kinh tế của gia đình chị Hiệp rất là khó khăn, đi làm thuê, làm mướn, rồi để nuôi con ăn học. Thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hoa Sơn, tôi cũng rất mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện mà giúp đỡ cho mẹ con chị Hiệp để chị được nuôi con ăn học và đến khôn lớn trưởng thành. Mọi sự quan tâm chia sẻ xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Hiệp, tổ dân phố Hoa Lư, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, hoặc chuyển khoản theo địa chỉ Quỹ Tấm Lòng Nhân Ái Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Phúc, số tài khoản 4251-000-688-369 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc.